chào mọi người, thì hôm nay Dương sẽ làm cái clip này là giới thiệu luôn 2, 4, 6 mẫu nước hoa mới của Charm. Cái này thuộc dạng như là hàng mới và cái mẫu độc quyền. Và sẽ có một số mẫu thì nó sẽ gọi là cháy hàng và hàng nói chung cũng khó tìm, dạng như không phải là dạng các dòng phổ biến của Charm á. Thì mình vẫn review cho mọi người từng loại, từng mẫu luôn nha. Thì đầu tiên 10 nam trước đi, thì mẫu này là Charm Adam. Cái chai rất là đẹp luôn. Cái tông mùi của cái chai này á là lúc mà mới xịt ra là mùi mát, sau đó là còn lại mùi men. Nó giống như là sẽ kết hợp giữa cái chai cool với lại beauty của Charm vậy đó. Đó là cái sau khi mà mình test nó ra mùi này. Chai này là 760. Tiếp theo là Charm Quartz. Cái mùi này nó gọi là cái thành phần hương của nó là từ đó bây giờ là Charm chưa bao giờ có luôn. Ví dụ như cái mùi da thuộc nè, rồi một cái số mùi nữa thì nó rất là lạ. Mùi này rất là nam tính, mùi mạnh đậm, dành cho những ai thích nước hoa kiểu nước hoa dạng đậm thì sẽ xài hợp cái mùi này nha. Đây là Charm Quartz và chai này giá là 1.150.000. Đây là cái chai mà mắc nhất của Charm luôn, từ đó giờ chưa bao giờ có cái mẫu nào mà mẫu nam nào mà 1.000.000 hết. Cái mắc nhất là Luxury là 850.000, riêng cái chai này là tới 1.150.000 luôn á. Rồi còn lại là bốn mẫu nước hoa nữ. Đây là Charm Sexy Lady. Cái mùi nước hoa của nó là chủ yếu là cái tông ngọt, sau khi cái mùi ngọt đi á là nó còn cái mùi hoa sen, đặc trưng là hoa sen là mình có thể nhận dễ dàng nhận ra. Dung tích là 75ml, giá là 880.000, nhưng mà hiện tại là hết hàng rồi, mình chỉ còn cái chai mẫu chai trưng bày này thôi. Đó. Một chai nữa đó là chính là Charm Eva. Charm Eva thì nó bản thân Dương thì thấy nó rất là đẹp, đẹp bên ngoài từ thiết kế chai luôn, và mùi hương của chai này á là gọi là ngọt như kẹo luôn đó. Dung diễn tả là ngọt như kẹo là khi mà mọi người xịt ra thì rất là ngọt luôn, kiểu như bánh bèo ngọt đó. Thì Charm Eva này á, nó sẽ đi đôi với cặp với lại Adam. Adam và Eva này là một cặp nè, mình có thể xài nước hoa cặp với chai này cũng được. Mùi này hiện tại Dương vẫn còn hàng. Tiếp theo là chai này đi. Chai này là chai Kiss Me 50ml đó. Chai Eva này là 760 nha, còn chai Adam là 780. Kiss Me là tầm hình như là 500 mấy rồi, hay 400 mấy. Chai này là 50ml. Thật ra cái mùi này là tông ngọt, và khi mà tại vì Dương thấy mấy khách tới shop thử mùi nước hoa của chai này á, là nói là trong cái chai này người ta có thể cảm nhận được cái mùi của chảo chính đó. Thì đó là cái cảm nhận của khách hàng. Thì cái này á là theo bản thân Dương cảm nhận và test nước hoa thì cái chai này là cái mùi ngọt của trái cây đó, dạng như vậy. Kiss Me. Còn đây là chai Marry Me. Chai này bán chạy lắm đây, hàng về shop bán khá là chạy, bởi vì thiết kế chai cũng đẹp, nhìn xinh tươi. Chai này cũng tông ngọt, khi mà xịt ra thì là nó sẽ ngọt, xong rồi để có khoảng 15-20 phút đó, nó sẽ còn lại cái mùi phấn cho mình đó. Nên là ai có cái mùi phấn đó, thì có thể không có chai này nữa. Chai này dung tích 30ml, giá 350 thôi đó. Thì đó là 6 mẫu nước hoa dạng như là hàng độc quyền. Thì có một số mẫu dạng như hiếm á, thì hết rồi thì khó có về lại, tìm cũng khó. Còn một số mẫu mình còn nhiều quá thì mình vẫn có hàng ở đây. Nên là giới thiệu cho mọi người theo dõi các cái mẫu nước hoa của Charm. Cảm ơn mọi người theo dõi nha, xin chào và hẹn gặp lại.